Nhà mình đi đâu đây? Hiện tại đang đứng ở chỗ là khách sạn Grand Sport. À, chuẩn bị đi đâu? Công viên Fort Canning. Công viên hả? Fort Canning hả? Fort Canning. Nói to lên người ta mới nghe cơ ba. Mọi người mới nghe chứ, ba nói nhỏ sao không nghe. Con đi đi. Ba dắt tay con. Lazada lớn vậy. Ờ. Cổng hành dinh của Lazada. Ôi nắng kìa ba, nắng không? Người ta cầm dù che kìa, thấy không? Nhưng mà bên đây nắng mà nó không có nóng đúng không? Bây giờ cũng tháng 4 giờ rồi. À 4 giờ nên nó mát hả? Trước là bảo tàng quốc gia Singapore. Ờ. Bảo tàng nè, cái chỗ này nè. Có qua không? Có, đi ngang thôi. Đi ngang ha, lê cho mọi người coi. Cái khách sạn của mình thì nó rất là tiện. Nó ngay trạm xe buýt rồi, nó ngay MRT luôn. Ờ. Có thể đi mọi nơi. Khách sạn nhà mình nó tiện á, nó đi di chuyển qua mấy cái địa điểm mình cần tới á, nó gần á. Nên mọi người có dịp thì đặt cái chỗ đó là hợp lý đó. Nó nằm ngay trước cửa khách sạn luôn. Ờ. Đi bộ, nói chung đi chỗ nào cũng đi bộ ra khỏe hả? Giờ nhà mình đi bộ đi qua bên đây nè. Ui coi nè. Coi ông nông dân nè ba. Ông nông dân nhìn ngán chưa? Coi kìa. Ba nói cái gì vậy trời? Người ta đang quay. Đây, cái gì đây ta? Nè, có cái tên nè. Có chụp hình không? Đây, đẹp hả? Quan tâm đến lịch sử đó. Còn cái thằng này thì sao? YouTuber gì kỳ vậy? YouTuber Mon, Tepi, gì kỳ vậy? Coi nè, ngồi ngay cái bàn. Thôi, đi. Quan tâm lịch sử thì mình ghé ở trong này. À, mình thì không có quan tâm lịch sử. Nhà mình chỉ đi qua tham quan sơ ở ngoài thôi, nhìn thấy đẹp á. Công viên đó hả? Đâu? Lên nữa hả? Lên cầu thang đúng không? Trời ơi, công viên giải trí kìa, nghe nó nói không? Nó thấy như vậy là nó khoái. Tới rồi đây hả? Mà nhiều người đi xe chắc ở xa hả? Ồ, cái Mon kìa. Mon đi đàng hoàng, con nói mệt mà con cứ đi vậy ạ. Có một cái giếng trời. Ờ. Cái giếng trời trước nha. Cái chỗ này rất hot nha. Thấy ai đi tới cũng phải check in luôn á. Nó hot ngang với cái thằng Jiwoo vậy đó. Ờ. Thằng Jiwoo đó. Công viên này nó lớn lắm hả? Cũng lớn á, bao trọn cả 4 năm cái đường con đường ở đây. Ờ. Đi lại coi thử. Đây nè. Sơ đồ của nó nè. Đó. Mình đang đứng ở chỗ này nè. Vậy luôn. À, mình đang đứng ở chỗ này nè. Đi vô. Ờ. Mình nói cái gì vậy? Còn đây là gì? Đây là lịch sử gì phải không? Nên hồi xưa cái chỗ này là một cái pháo đài cũ. À, pháo đài hả? À, pháo đài á. Mà giờ nó làm thành công viên. Công viên thôi. Đi. Hèn chi. Nó có cái giếng trời phải rồi. Đi hả bà nào? Ủa chụp ở đây hả? À. Đâu? Nhớ không? À đi ra cái chỗ này đấy hả? Nè cái chỗ này nè mọi người, người ta ngồi người ta chụp đây nè. À thì ra vậy thôi đó hả? Mình đi xuống thôi đúng không? Đi xuống. Đi. Mình ngồi đây nè. Đi. Đi xuống đi. Đây. Hey. Đó, chụp quanh đây nè. Đó, có người ngồi ở đây người ta chụp nè. Chụp ở đâu ba? Sao vậy? Có khách là chọc dưới. Vậy hả? Ồ, người ta xếp hàng. Ồ, vậy luôn hả? Vậy luôn hả? Ồ, mon. Ê, thì ra là người ta xếp hàng chọc bên. Đi, mình vô xếp hàng đi. Đi,
đi. Không, người ta hấp đoạn mà. Nhưng mà vô lối nào vậy? Mình vô là lối này là lối này luôn hả? Ủa mà sao mình xuống không cho mình xuống? Không phải, người ta đang chụp hình. Vậy luôn hả? Mình từ từ xuống hả? Đã chụp xong là mình xuống. Ờ. Đây nè, người ta đứng đây, người ta chụp hình nè đó. Chụp lên là thấy cái cảnh ở trên này nè đó. Thôi bủ nè, ớn không? Đội lên hai cái nón. Nó thở thấy ghê. Như là thở oxy vậy. Thấy luôn kìa. Ui 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 ui. Ông già rồi. Đó. Quanh đây nè. Ông ơi. Ông ơi, ông mệt hả? Đi. Đi xíu thôi. Rồi mình cho mẹ mua nước cho con uống. Đi. À, rừng nè. Công viên mà giống rừng quá ha. Nắng quá. À, nó đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi thôi. Mình đi. Ồ coi nè. Cây đẹp ha. Có cái cổng huyền bí nè. Đâu? Ồ, nó trồng cây đẹp quá vậy. Trời ơi. Coi nè. Cây gì đẹp dữ vậy? Ồ. Đẹp quá. Ba con nè, mấy cái cây này nè. Mấy cái cây này chỉ có trong rừng đồ vậy á đúng không? Mà nó trồng ở đây luôn, công viên luôn mọi người. Nhìn đẹp lắm. Ồ. Đi một đoạn rồi. Nữa hả? Đi. Cố lên. Ồ. Ở đây có gì nè? Đi vô không? Đi. Ba vô đi. Ở đây có cái bảng này để mẹ lê cho mọi người coi nè. Đó. Cổng huyền bí nè. Mình sẽ vô coi có gì huyền bí. Ê ba, ở đây chụp lên đẹp nè. Đó, cái chỗ này này đó. Ở đây là cái đường lên nè. Ờ. Giống như đường lên trên thượng này đó. Thôi hả? Pháo đài hả? Pháo đài. Pháo đài ngày xưa là cái gì ta? Là pháo hả? À. Món mệt giống con khỉ quá vậy. Rồi, đi qua kia. Qua khu vườn. Còn đó hả? Qua cái chỗ tròn đâu. Đi xuống thử coi. Sắp tới rồi. Cố lên. Cái đằng kia là nắng nóng quá. Bộ cái viện bảo tàng quốc gia đó. À. Hồi nãy đi phía trong nó má, đi ra đây nó nắng thấy bà luôn. Mới đi ra thấy đỡ đỡ nha. Đi một hồi cũng nóng như Việt Nam. Có khác gì Việt Nam mình đâu mà ha. Cái lối đẹp quá vậy. Chắc người ta đi chụp hình mấy cái lối này nữa phải không? Ở đây có cái gì công viên này chắc nổi tiếng gì chứ. Pháo đài thôi á hả? Có vậy thôi. Nó chắc là có lịch sử gì đúng không? Có vậy thôi. Hỏi lui hỏi thôi. Bên kia giống như cái lâu đài hơn là cái pháo đài. Bữa nay nó có cái chỗ mà hồi nãy là điểm check-in mới đó. Chỗ nào? Cái chỗ hồi nãy mình vô đó. Ôi mẹ. Ô người ta đang làm gì kìa? Rồi mẹ xíu. Ơ đi đâu vậy? Trời. Chạy vô lồng chim đi. Ô ông kia nằm bãi cỏ ghê vậy. Hay để ta đi kiếm thằng Mon coi. Cho mẹ qua đi, trả tiền. Rồi. Giáo ha. Ờ. Trời ơi. Ba có tiền được đi. Nắng. Nắng mà làm biến luôn á mọi người ơi. Nắng mà nóng quá xíu. Thôi đi ra hả? Đi đâu nữa? Đây là gì nè, đây cũng có là di tích luôn đó ba ơi. Ừ, đó. Chữ tiếng Anh không? Đi. Cái kia không phải là di tích đó, cái cổng đó. Bên đây là gì nè? Bên đây là những cái khu vườn. Khu vườn hả? Vườn. Mỗi khu vườn đều có tên hết. Ê có vườn hoa kìa, có qua không? Vườn hoa gia vị đó, nãy ba nói đó. Hình như đi xuống mới qua hả? Đây.
đi qua bên đó chụp hình đẹp đó, có hoa là đẹp đó. Thôi ơi, con nó chạy kìa, nó ham kìa, nó nghe đẹp đẹp cái nó chạy đó, nó tham. À, xấu. Đó, quanh đây nè mọi người. Cái cổng cũng là di tích nha. Cái cổng ở ngoài đúng không? Cái cổng màu trắng này nè. Lát nữa mình đi ra đó mà phải không? Cổng này. Đi. Có hai cổng hai bên. Đây nè, có cái cổng đằng này nè, cổng cổng đằng này là cũng là di tích lịch sử nè. Đó. Thấy người ta cũng vô tham quan. À đúng rồi, cổng ở trước giống cổng này mà. Vậy hả? Giống lưu đài hả? Đây nè, có lịch sử đây nè. 1865 đúng không? À, từ 1822 đến hả? Đến 865 hả? Đó, đó vô cái vườn này là cái vườn gia vị ngày xưa đúng không? Những cái cây này là cây gia vị đúng không? À nè. Nè. Cây dứa nè. À, nó có cây trái này. Dứa nấu xôi nè. Đúng rồi. Cái cây này là gì nè, tiếng Anh không à? Gia vị thì mình không rành lắm. À. Nó cao vậy, gia vị gì mà cao vậy không? Còn cây khác nè. Mấy cây này thì mẹ biết nè, đó, cây này là cây ấy nè, cái gì ta quên rồi. Nhưng mà mẹ biết cây này, nhưng mà cái cây này nhìn quen lắm mà quên. Đi. Đây mẹ chụp cái này về cha là biết liền. Mà có quay cho mọi người là mọi người sẽ tra thôi. Ê, cái cây này nè giống như tầng ô hả? Ờ, mấy lá tầng ô này kia đó. À, khu vườn này là toàn cái cây gia vị nấu ăn đúng không? Đây là lá giang nè. Đúng không? Cũng là ấy nè, cũng phải lá giang không? Hình như không phải á. Không, cái này xương sáo hay gì nè. Cây làm xương sáo á ba. Nó hay leo vậy lắm. Đây nữa nè, dưới đây một nùi. Thiếu gì đâu. Wow. Nè, trên đây nữa nè, sao nó rộng quá vậy? Cái này của Indo hả? Cái này của Indo. Indo hả? À, cái này. Cái cây mà giống như rau tầng ô này. À. Vậy là Indo thì mình không biết nha. Mình chỉ biết một số mà ở Việt Nam có thôi à. Bên kia thì sao? Bên kia nữa kìa, lên trên đây là ấy rồi. Cái trường đại học nào á của vậy hả? Con ơi đi lẹ con. Ê, cây này mẹ biết nè. Ủa, cây này mà tía tô hả ba? Khoai lang nè. Cây này mà ông kêu tía tô, rau lang. Khoai lang nè, đào lên ăn đi. Kia có cụ gừng đâu vậy, riêng này kia. Lá lốt màu kìa. Lá lốt. Lá lốt hả? À, cây này thì mẹ biết. Mẹ ơi, lá màu ăn màu kìa mẹ. Mà cây dứa nghe thơm lắm. Mẹ ơi, lá màu ăn màu kìa mẹ. À đúng rồi, 1A1 đúng rồi, hay vậy. Con đội nón lên chưa? Mọi người biết cái chỗ này chỗ nào không? Chỗ nào? Chỗ này là văn phòng đăng ký kết hôn của vậy? Singapore. Vậy luôn hả? Ừ, nằm ở đây nè. Ồ, vậy là người ta phải vô đây đăng ký hả? Đúng rồi, vô đây đây nè. Mình đâu có vô được hả? Không muốn về. Đăng ký kết hôn đâu. À, hình như có cô dâu kìa. Đó, cô dâu đi ra kìa, thôi đi. À, mình đi đây nè. Mẹ không muốn về. Con muốn về hả? À, từ từ. Ừ. Nghe thơm ha. Đúng là cây gia vị thiệt á. Nghe thơm lừng à. Ý như đang nấu phở, nấu bún vậy. Nấu xôi nữa đúng không? Giống mùi xôi nữa đó. Thơm. Mấy cái cây này nó thơm phức luôn. Kìa, vô đó tắm đi con. Nóng quá, vô đó tắm đi. Nơi đăng ký kết hôn đây. Ở Singapore là ở đây nè mọi người. Đó, mình đi xuống đó. Ồ, cô dâu. Đi hoài quá. Đó, ở đây cũng là nơi cô dâu sẽ đến chụp hình. Nói cái gì vậy? Nó xấu. À, nó xấu quá hả? Mà nó kêu nó xấu. Đẹp như vậy mà. À, có lịch sử nè. Đi. Đi vô coi.
nó có khảo cổ luôn. Đi. Cái đồ học cổ đây. À, cái này ngày xưa nè. Nó đào lên nó có giống bia mộ vậy trời. Hả? Là đây đúng không? À, đây là di tích đúng không? Là cái pháo đài đúng không? Pháo đài nằm đây đúng không? Pháo đài cổ. Pháo đài cổ nằm đây. Nó nằm đây mà. Ô, người ta cứ mở cái tivi vậy đó hả? Đi. À, ra đây có một số cái nội dung nè. Những cái người ta ấy được nè. Đó. Là cái gì đây ta? Mộ đá, mộ đá. Mộ đá hả? À, những cái công cụ để đào nè. Đó, cái này. Thằng đi. Trời ơi, mình đang quay cái nó đứng. À, những cái cuốc nè. À, nó có cái chổi luôn nè, thấy không? Cái chổi. À, nè. Lưới nè để sàn hả? Trời ơi. Ê, gốm nè em ơi, sợi. Đừng có, đừng có. Nè, có cái chổi. Đi. Đây, cái gì nè? Dưới kìa ba. Má nhìn ở dưới đi. Mẫu đá nè, người ta đào nè. Ôi, giống ở Hà Nội quá ha. Nè ba, những cái mẫu đá lịch sử nè. Nè, nó để lại nè, thấy không? À, đây là những cái mẫu đá đó đúng không? Đây nè. Những cái mẫu đá này nè là từ những cái năm này nè mọi người. Đó. Before Kelly, we can now be quite sure it was an ancient palace site from the 14th century. So certain sections of the hill have been undisturbed for 700 years. This has been a very rare farm that was born. Ấy người ta bò ở dưới đất hay quá ha. Ba. Nên cái này người ta bò ở dưới đất nè. Đây nè. Những cái này là người ta đào được từ ngày xa xưa. Cái nhà này đẹp ha. Mắt rượi à. Ấy, có đồ gốm nè. Đồ gốm ngày xưa nè. Vậy hả? Ủa, người ta để vậy không sợ bị ấy ha, bị va chạm này kia ha. Vậy hả? Khỏe vậy. Đây thì sao? Cổ vật hả? Rồi, đi tiếp, muốn đi trước hả? Lối này là lối đi ra cái chỗ đăng ký kết hôn nãy. Đăng ký có đăng ký có cái súng đại bác kìa. Đẹp quá, cái chỗ này đứng chụp hình vậy nè. Đó. Đẹp quá. Giống như một khu rừng vậy đó. Đăng ký có cái súng kìa. Đó. Thấy không? Đó, đằng đó đó. Thằng kia kìa. Có ừ. Thằng trước kìa. Ba đẩy đi kìa. Thôi nó mệt rồi đó, cho con nghỉ ngơi. Cho chú mà. À, cho chú nghỉ ngơi. Chỗ này mà chỗ chơi đó, nó không bật mà. Đi không không đúng cái chỗ nó khoái. Anh mẹ ơi. Gì? Con mẹ ngồi nghỉ cho con chơi à. Con chơi gì ở đây? Con mẹ ngồi đó, cục gỗ mẹ. À, ba mẹ ngồi cục gỗ hả? Dạ. Trời ơi. Ngồi xích đu được không? Được. Trời ơi. Đây. Ngồi đây cái này nè. Nhìn thấy chưa? Ngày xưa nó đặt cái này đây nó bắn nè. Nó đặt đây nó bắn này đúng không? À,
cái chùa này mình đi nè đúng không? Là tại bác mà. Cái cổng này đúng không? Đó, hồi xưa nó chiến tranh này. Ừ. Ok, tiến lên bác. Thằng Anh chiếm ở đây hả? Anh nó hả? Bác. Singapore nó dùng chỗ này để nó đánh thằng Anh. Gì ghê vậy? Singapore đánh Anh hả? Bóng thôi, bóng. Ui ui ghê vậy. Thấy ở đây thấy Marina Bay Sands luôn kìa. À đúng rồi. Ở đây nhìn qua thấy Marina nè. Đó, nó gần đây hả? Không gần đâu, nhìn đây chứ sao. Đi. Nó làm gì á? Ô cái quả này nó kinh hả? Nó to ha. Chuẩn bị bắt đầu bắn. Đi. Rồi. Cái điểm cuối cùng là ngọn hải đăng mình có lên được không á? Chỉ được ngắm thôi đúng không? Tham quan bên ngoài thôi, không có được lên. Nó cao nè, ngọn hải đăng nó cao vút đây nè. Ở đây cao thì trong 100 mét trên giờ đó. Quê vậy? Ở đây là khu rồi, khu rồi, ở đây nó có súng. Maritime. Maritime. Con, cái gì? Con. Hồi chưa, con hồi chưa nó là hải đăng để cho mấy cái tàu bè rồi nó đi á, hướng dẫn đường á. Ờ. Rồi bữa nay nó là mấy con ốc nó che á rồi. Vậy hả? Nó chỉ còn là di tích thôi. À ngày xưa là đâu có cao ốc đúng không? Nên cái này là nó cao rồi đúng không? Ghê hả? Để coi thử. Coi nó ghi nè. Đây nè, 1903 nè. Đó nó ghi nè. Đâu? 1903, 1958. Ghê vậy. 1903. Từ cái năm đó luôn á. Mon mình cũng xin chưa sinh ra đời. Ở dưới nhìn thấy nè. À. À ngày xưa nhà thấp ha. Ngày xưa của nó nè ba, thành phố của nó ngày xưa nè. Thấp thôi. À. Nè giống mình dưới hả? Ngày xưa giống Hà Nội quá vậy. Ngày xưa nhìn nó giống Hà Nội á. Cái đó mình sẽ biết làm cho mình có gì là ta xin xe và làm sẽ làm nó đó mà. Rồi, đây mình ngồi thấy đi. Là mình đã kết thúc điểm tham quan Fort Canning rồi đó. Hết rồi hả? Ừ. Kết thúc luôn đúng không? Ồ, cây đẹp quá. Thôi đi nào. Nhà mình cùng đi thôi. Đây có vô cái cây mà. Ừ, đi về thôi. Đi vô cái cây nha. Chỗ này đẹp quá. Bye bye. Xin chào mọi người. Nhà mình đi về thôi.